Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục chương trình hôm nay là thứ bảy ha. Cuối tuần thì luôn luôn cuối tuần em sẽ có một số sản phẩm giá tốt cho anh em chơi, giảm giá so với những ngày thường, và bất kỳ sản phẩm nào em bốc ra thì sẽ nói sau đó sẽ được là giảm giá. Thì tiếp tục hôm nay là một con Amly đàn ông BMA 2004 La Mã ha. 2004 La Mã đẹp keng. Đó. Về máy móc thì nguyên zin, máy đẹp hết cho anh em chơi. Mặt mũi những con này là không có lông mèo lông chuột hay tì vết gì cả anh em nha. Anh em nói thì là biết rồi. Đây nha. Đó, mặt mũi nó đẹp xuất sắc nha. Đây là phần nội thất của máy nha, máy đẹp như mới. Đó. Anh thấy không? Keo mút rồi còn đều hết. Máy bò sành chành luôn. Em xíu nha. Rồi, đi qua. Đây, chân nó cắm nha. Vàng ghế, có những ca còn cái nút luôn này. Chân cắm vàng ghế luôn nè. Đây là chân trạm đo cũng vàng ghế nè. Rồi, số đây là 4657 nha, máy Japan 275W điện 100V. Bên đánh từ 4 tới 16 ohm. PY. Còn anh em đánh A cũng B là 8 tới 16 ohm. A hoặc B là cũng 416. Rồi. Anh em nhé, máy rất đẹp. Mặt qua đây. Xây. Máy đẹp sáng choang luôn. Rồi, tới phần nội thất bên trong nha. Không có một miếng nào tan xét cả anh em nhé. Máy quá đẹp. Rồi, đây là phần máy thì đẹp nguyên zin hết cho anh em chơi. Và đây là cái nắp lưng của nó. Nắp lưng của nó thì nó có do nó chồng lên nhau nè, có những cái vết mờ. Đó. Cái này là không tránh khỏi, nhưng mà em báo luôn cho anh em để anh em yên tâm, nó không có bị cấn mớp gì hết nha. Chỉ là như vậy, cái lớp này nó như vậy ha. Ốc ác đây. Rồi, và giá tốt cuối tuần cho anh em, bình thường trúng cuối tuần anh em ha. Con này thì bình thường giá em bán là 17 triệu nha. 17 triệu, và hôm nay là cuối tuần thì em sẽ giảm ngay 500 ngàn là còn lại 16 triệu 500. Và một điều nữa, riêng với con này thì cái nắp nó như thế này em sẽ bù cho anh em vô thêm. Đó là một cặp dây AVRN của Ý nha. À, 16 triệu 500. Mặt mũi máy móc là zin đẹp keng hết. Tặng thêm cặp dây AVRN của Ý luôn. Để cho anh em chơi nhé, anh em không lấy quà tặng thì em đành chịu không bớt nha. Đó. Máy thì đẹp hết rồi. Bác nào chơi mà mặt mũi đẹp này, nội thất ok hết này, cái nắp nó dùng sao chúng ta để lên nè, che là hết rồi. Thật ra thì nó không thấy đâu này, anh em thấy không? Đó. Ngày xưa vậy đánh nó bay bớt cái vết này. Đó. Mày không làm cái này nhiều người ta đem đi ta phun, em để nguyên luôn không có phun gì hết. Máy là nguyên zin, bán nguyên zin hết nha, có dây nguồn zin thay máy đàng hoàng anh em nha. 16 triệu 500 kèm cặp dây AVRN của Ý cho anh em, giá cực kỳ tốt luôn. Giá thị trường những cái con đẹp như thế này bây giờ nó bán là 17 trên 17 hết rồi, mà giá là chưa chắc bao ship nha. Giá tại em là bao ship 16 triệu 500, bao ship toàn quốc cho anh em ơi. Chỉ có một con duy nhất thôi, 2004 là mãi em chỉ còn một con duy nhất thôi, không có con thứ hai anh em nha, có một con duy nhất là con này thôi. 4657 nha. Rồi, anh em nào yêu thì hãy phone ngay cho em nhé. Em cũng cắm test luôn thử cho anh em nghe cho nó ra tiếng luôn nè. Cắm test tại chỗ luôn. Đánh với cặp post 301C5 chữ lớn nha. Tay làm hơi lâu một chút anh em nha, thông cảm nha, khỏi tắt máy luôn, để làm luôn cho anh em nè. Rồi, xong để mà mở CD mở TV nha.
Không có cổng CD này. Đến với 301 CD 5 chữ lớn anh em nha. Ai lỏng điện rồi. Lỏng gì điện. Anh em thấy ông đánh rất là đã luôn nha. Rất là phê. Người anh thương cùng ai bước đi chẳng quay đầu. Không giống như người đã yêu. Tình yêu những em đàn ông này đánh boss ha, đánh lo BV kép, đánh dòng lo cây Jabo của Đức 509 rồi, rất là ok anh em nha. Đó, một con đi mặt mũi hình thức nội thất là rất là đẹp nha. Đó, 16.500 tăng cặp kèm cặp dây AVRN của Ý, mã số đuôi sorry là 4657 anh em nha. Một con duy nhất thôi. Ngày cuối tuần cho anh em chơi nha. Qua ngày cuối tuần thì giá nó sẽ là bình thường rồi. Rồi tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Anh em đã yêu hãy phone nghe cho em qua số điện thoại em nha. Xin cảm ơn.